Chồng ngoại tình thì nên ở lại hay là nên ly hôn và bước tiếp? Là tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của một khách hàng của tôi, và tôi cũng đã nói chuyện với cả cô ấy để xin phép chia sẻ câu chuyện của cô ấy, nhưng đương nhiên chúng tôi sẽ giấu tên. Cô ấy là vợ của một đại gia, và cái ngày mà cô ấy phát hiện ra chồng ngoại tình thì cô ấy cảm thấy như thế giới xung quanh mình dường như là nó nhuốm thành màu đen và nó sụp đổ hết. Cô ấy lấy chồng ấy từ khi mà anh ấy còn là một người nghèo và chưa có tài sản trong tay, và cô ấy đã ở cùng với cả anh ấy để cùng gây dựng sự nghiệp. Đấy, và sau một thời gian thì công ty của anh chồng dần dần ăn nên làm ra. Đấy, và cô ấy quyết định là sẽ ở nhà, nghỉ việc ở nhà để chăm con và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho những đứa con của cả hai người. Đấy, và càng ngày thì công việc của anh chồng càng ăn nên làm ra. Đấy, và bây giờ thì cái cô gái đó thực sự là được hưởng cái cuộc sống của một phu nhân nhà giàu. Đấy, và cô ấy không cần phải lo lắng về mặt tiền bạc. Đấy, và ở trong cái cuộc sống đó thì cô ấy dần dần hoàn toàn nghe theo lời chồng. Chồng của cô ấy không thích ở trong nhà phải có người giúp việc. Đấy, và họ chỉ thuê người dọn dẹp theo giờ. Thế cho nên là cô gái phu nhân đại gia đó thì hàng ngày vẫn dậy sớm để cho con ăn, nấu ăn sáng cho cả nhà. Đấy, và vẫn làm những cái gọi là giặt quần áo này, đấy, rồi chăm sóc cho con cái, những công việc rất là nội trợ. Đấy, và thời gian thì cứ trôi qua như thế, và anh chồng ấy thì về mặt tiền bạc thì cực kỳ hào phóng với vợ. Đấy, vợ muốn mua gì cũng cho. Đấy, và hàng năm thì đều đưa vợ con đi du lịch nước ngoài. Thế và thấm thoát một cái thì cũng đã 7 năm trôi qua. Thì cô ấy ở trong cái cuộc sống đó, cô ấy cảm thấy cũng rất là thoải mái và dễ chịu, được ăn sung mặc sướng. Đấy, sau đó thì đột nhiên một hôm cô ấy đang đi siêu thị, đấy, thì có một cô gái khác chặn đường cô ấy và kể chuyện rằng là chồng của cô ấy hiện đang qua lại với cả cái cô gái này. Đấy, và hai người họ nói chuyện to tiếng ở trong siêu thị. Đấy, và thời điểm đó thì cô ấy nhận xét là tự nhiên mọi thứ xung quanh mình nhuốm màu đen và cảm thấy thế giới như là sụp đổ. Thế sau đó thì cô ấy đi về nhà và nguyên cả một tuần cảm thấy không thể ngủ được, và ăn thì cũng ăn không thể ăn được, không thể ngủ được. Và sau đó thì anh chồng cũng biết việc là cái cô gái kia đi tới gặp vợ mình. Đấy, và anh ấy đi về nói với cả vợ là nếu như mà cái cô vợ này mà không muốn ly hôn ấy thì nhất định là anh ấy sẽ bỏ cô gái kia. Và sau đó thì cái cô phu nhân này này về suy nghĩ và cũng có gọi tôi ra để nói chuyện. Đấy, và cô ấy nói rằng là thực sự, cô ấy nói thẳng ra là thực sự nếu như bây giờ phải ly hôn, nếu như bây giờ phải làm lại từ đầu thì tớ không quen. Đấy, bởi vì thực ra tớ đã quen được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng bây giờ ly hôn phải làm lại từ đầu. Đấy, lại đi ra đường, hai mẹ con đi ra đường. Đấy, thì tớ cảm thấy là kể cả được chia tài sản nhưng mà tớ cũng không biết kinh doanh. Đấy, thì tớ cảm thấy tớ không đủ tự tin. Đấy, và cô ấy thực sự để nghe những cái lời nói đó của cô ấy thì tôi thấy rằng cô ấy đã thực sự nói chuyện rất là chân thực mới có thể thành thật nói. Và cô ấy bảo là tớ không muốn ly hôn ấy không phải bởi vì do con, có nhiều người cứ viện lý do con, nhưng tớ không muốn ly hôn ấy, thực ra là do chính bản thân tớ, vì tớ đang quen được sung sướng và bây tớ không có đủ dũng cảm để có thể ly hôn. Và cô ấy cũng nói luôn là tớ là người thông minh cho nên tớ hiểu được cái hậu quả của việc đưa ra quyết định của tớ. Điều xấu nhất có thể xảy ra ấy là chồng tớ với cô gái kia sẽ không chấm dứt với nhau. Đấy, bởi vì khi mà bị phát hiện ra như thế, trai gái ngăn cấm, thế thì để gọi là chấm dứt được hoàn toàn ấy, nó là điều khó. Tuy nhiên bây giờ họ chỉ có cẩn thận hơn và giấu ngày càng kín hơn. Thế cho nên dù có đau lòng, thế nhưng mà tớ vẫn phải sống với cả cái hậu quả của cái lựa chọn mà tớ đã đưa ra. Đấy, và tớ biết được nó sẽ là như thế. Thế thậm chí với cả ông chồng ấy tính này, thì không phải với cả cô gái này, thì sau này trong tương lai có thể với cả người này, có thể với cả người kia. Và cô ấy nhìn thấy rõ tất cả hậu quả của việc những cái quyết định cô ấy đưa. Nhưng cô ấy bảo là suy đi tính lại thì cuối cùng tớ vẫn lựa chọn là cần phải ở lại trong cuộc hôn nhân đấy. Đấy, và ở lại thì cô ấy cảm thấy rất thất vọng về mình. Và cô ấy bảo là tớ cảm thấy mình rất yếu đuối khi mình đã lựa chọn ở lại. Đấy, và bởi vì mình không thể bỏ qua được cái thói quen ăn sung mặc sướng này mà tớ rất yếu đuối. Thế nhưng mà thực sự là bây giờ sau
6 tháng sau sau cái lần mà phát hiện ra chồng ngoại tình ấy, thì dần dần tôi đã dạy cho mình cái thói quen là phải chấp nhận những cái hậu quả mình đưa ra cùng với cả quyết định của mình. Không bao giờ có một cái quyết định gọi là hoàn toàn vẹn toàn. Đấy, ở phía bên kia của quyết định ấy, thì bao giờ cũng là một cái vùng đất mới, luôn luôn có những cái nguy cơ hay là có những cái cơ hội mới. Ví dụ như những người mà ly hôn chồng vì chồng ngoại tình ấy, thì cái cuộc sống sau ly hôn nó cũng không phải hoàn toàn chỉ là màu hồng. Và chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái lời phản hồi của những người mà sau khi ly hôn xong họ cảm thấy họ rơi xuống vực thẳm. Đấy, và dần dần họ cảm thấy cứ trôi trôi trong cuộc đời vô định. Đấy, và họ thấy cái cuộc đời, cái cuộc sống trong hôn nhân ấy, dù nó có tranh cãi nhưng mà nó cũng có cái niềm vui. Và họ cảm thấy không có được cái sự đầy đủ, đủ đầy, âm dương. Đấy, còn có những người mà ví dụ như lựa chọn là chồng ngoại tình và mình quyết định tiếp tục. Đấy, thì cả đời lại vẫn dằn vặt mình tại sao mình lại lựa chọn tiếp tục đấy, và không bao giờ tha thứ cho chồng đấy, và cứ luôn luôn cả hai sống trong cái vòng kìm kẹp, cả hai sống trong cái sự đau khổ cho cái quyết định của cô ấy đấy. Và điều ở đây tôi muốn nói với cả bạn đó là dù bạn có lựa chọn như thế nào thì hãy học cách sống chung với những hậu quả của những quyết định của mình đưa ra đấy, và để gọi là một cách hoàn toàn vẹn toàn cho những cái quyết định đó ấy, thì nó là điều khó đấy. Thế cho nên có những điều thì mình hiểu và mình chấp nhận nó, mình biết được những hậu quả của nó và mình sống cùng với cả nó. Bởi vì mình đã đưa ra quyết định thì mình cần phải có trách nhiệm sống cùng với cả kết quả của quyết định đó. Và một điều nữa thì khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh như này, tôi biết rằng bạn đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Thế nhưng mà cuộc đời đang không kết thúc, cuộc đời không hề kết thúc và nó vẫn cứ trôi đi, nó vẫn cứ trôi đi. Thì hãy biến cái nỗi đau này trở thành động lực thì bạn làm những điều tốt đẹp. Hãy biến cái nỗi đau này trở thành động lực, bởi vì khi mà bạn đang ở trong nỗi đau này thì cái cảm xúc của bạn cực kỳ cao, cái nguồn năng lượng của bạn cực kỳ cao. Hãy sử dụng cái nguồn năng lượng này, hãy sử dụng cái cảm xúc này để làm những điều tốt đẹp cho thế giới, cho chính bản thân bạn. Như học một kỹ năng mới này, hay dành thời gian để tìm hiểu một thứ gì đó hoàn toàn mới. Bởi vì ở thời điểm này, có thể thời điểm trước ấy, thì bạn chưa có cơ hội để làm được. Ví dụ có những người mà muốn học trống, đánh trống như cả đời không học. Nhưng vì sự kiện này tự nhiên lại đi đăng ký học và tự nhiên lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế nên hãy sử dụng cái sự kiện này để thực hiện những điều mà bạn yêu mến, những điều mà bạn thích. Và hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ thì không có gì là mãi mãi. Và hãy bình luận ngay ở dưới này, hãy bình luận tôi sẵn sàng sống với quyết định của mình, tôi sẵn sàng sống với quyết định của mình, tôi sẵn sàng sống với quyết định của mình. Hãy đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhìn thấy một quả chuông màu xanh, hãy bật quả chuông đó màu xanh đó lên để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của tôi. Mỗi ngày thì Mai Tình Yêu và Cộng Sự sẽ cố gắng đưa lên một video clip, vậy thì hãy đăng ký ngay vào kênh của tôi để chờ đón chia sẻ có giá trị. Hẹn gặp lại bạn ngày mai, bye bye.